Yo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Sudan. Mình là Sơn đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Friday Night Funkin'. Và lần này là một bản Việt hóa, vừa là Việt hóa mà vừa là độ phân giải siêu mượt, siêu đẹp, siêu rõ ràng HD. Bản này thì mình đào về ở một link trên mạng, hình như là của đội ngũ của The FG thì phải các bạn ạ. Đúng rồi, ở bản này mình đào về chỉ có đến week 4 mà thôi. Và điều đặc biệt là nó đều giữ lại tất cả những cái điểm của mình đã từng chơi cái trò chơi này từ trước đến giờ. Và lại có thêm một bài nữa ở week 2. Ở video trước đây thì mình chưa có bài thứ 3 ở week 2 các bạn ạ. Thế là thôi, giờ mình thử vào xem nào nhá. Nghe nói là có cốt truyện. Đấy, để mình xem cốt truyện như nào. Video trước mình chưa biết là cốt truyện của trò này nó như thế nào luôn ấy. Đây sẽ là chiếc video khá dài nhưng không hề chán. Nên xem giải trí lúc ăn cơm nhé các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, GF. Vâng, và sau khi mình đăng video đầu tiên thì mình mới biết được là những nhân vật trong cái video, trong cái trò chơi này là như là nhân vật của mình là boyfriend, cái đứa nữ mà ngồi trên cái loa là girlfriend. Còn đây là ông bố của girlfriend. Rồi, rồi kêu girlfriend đi về nhà ăn cơm. Đây, boyfriend là mình đây, hai đứa đang hú hí với nhau. Đứa nào đây? Anh ấy tên là XMLBF, XML là gì? Rapper mới nổi, chạm vào mọi thể loại âm nhạc, ok. Ở một mức gì đấy cho mình không kịp đọc rồi. BF sao cơ? Để tao nói cho bà nghe, ok căng quá. Em muốn quay lại với con gái của tao thì mày phải đánh bại tao trước đã. Ok, chờ đã bà. Nó phải giữ lời đấy. Vâng, sao anh tả? Tôi rắc rồi lắm đấy ông già. Ông chưa sẵn sàng giải quyết vấn đề này đâu. Vâng, một thằng nhóc con mà dám nói những cái kiểu giọng điệu như thế này với bố của bạn gái mình. Và sau khi chơi ông xong nha, sau khi tôi sẽ chơi luôn con gái của trong một cuộc thi âm nhạc, ok nha. Mấy cái câu hội thoại nó hơi gây hiểu lầm đấy. Nếu vậy thì tôi là một trong những rapper hot nhất hiện tại đấy. À, rapper số 1 đây các bạn ạ. Đây, rapper số 1. Giọng ca vàng trong xóm đi vào. Ồ, là anh hả anh Ti? Có vẻ như là cái này là làm theo mấy cái trend hiện tại ở Việt Nam đấy. Đúng không cưng? Anh ấy không bình tĩnh được à? Mày dám tán tỉnh con gái tao trong khi tao còn ở đây. Cầm mic lên, không tao băm thây mày ra đấy thằng nhóc, càng thích nhở. Đừng có sức đổ não mà chết đấy ông già. Hai mình không tin được là đây là một cách mình... Ui, wow. Ui, hình HD đẹp vãi. Ui, đẹp thật sự á. Nhưng mà có phải nhà độ khó thì cũng không có thay đổi gì cả đâu. Nhìn hình nó không quen kiểu gì ấy. Đẹp quá là không thành không quen. À, cái bản mới này nó có cả cái thông số về những cái lần mình trượt và cả độ chính xác của mình nữa các bạn ạ. Hợp lý, bản mới này cập nhật hay phết. Khá đơn giản, mình chưa thấy gì phức tạp lắm. Ồ, vâng, sau cái bài đầu tiên là đã có một đoạn hội thoại rồi. Anh biết không, mọi chuyện không đáng sợ như em tưởng. Mới chỉ là nhà con cò bé bé, ok. Thế chỉ có mấy đứa như nó mới chơi được thể loại đó. Giờ mới là kiểm tra thật sự nào. Cho tao thấy mày muốn sơi con gái cưng của tao đến mức nào. Công nhận là cái đội ngũ viết cái kịch bản trong cái đoạn hội thoại này nó hơi bị hơi sai sai. Ôi không ba ơi đừng. Ok, mọi thứ cứ luyện tập mà thôi, nhà vô ông già được. Được thôi. Mày nói mày là mày không kịp đọc rồi đó. Tao đã từng wow, hơi đảng. Để cho mày thấy những gì bọn nó đã dạy cho tao trước khi tao tước đoạn mạng sống của chúng nó. Ok, mình biết rằng là Việt hóa là một sự rất là đòi hỏi nhiều công sức và trí tuệ. Nhưng mà có lẽ là trước khi mà tung ra thì những cái người tester, những người kiểm tra nên kiểm tra những lỗi chính tả trước. Tước đoạt chứ không phải tước đoạn. Mà thôi rồi, cho mình biết thêm một tí câu chuyện cũng được các bạn ạ. Ừ.
Cái nhạc nó bị chậm mà. Đùa. Miss một quả đúng sida luôn á. À tức ghê nhỉ. Nhìn cái quả hụt một kìa, khó chịu thật đấy. Ê, 99,24 chứ. Cáu thế. Rồi, xem có chuyện tiếp tục nhà nào. Xem ông bố sẽ gáy gì đây. Vãi chưởng à, ông bố chửi bậy luôn. Chửi nói mình là đồ rác rưởi chứ, căng rồi. Ông này là phấn khởi. Họ muốn một buổi trình diễn. Cứ biểu diễn cho họ xem đi. Dẫu vậy, trông ông có vẻ mệt mỏi nhỉ. Nhóc à, mày không thế thôi, nhưng tao sẽ băm nhỏ mày ra. Ê, ông bố này thật sự là rất là kiểu máu chiến luôn ấy. Kiểu đe dọa kinh khủng khiếp luôn. Mặc dù mình chỉ là một thằng trẻ con thôi mà. Làm gì mà phải đến mức độ như vậy. Không cho tôi yêu con gái ông thì cứ đập tôi một cái thẻ tài khoản ATM 5 tỷ ra đây là tôi bỏ ngay đi đâu. Ôi, nhiều nốt thế. Ôi, mít một phát kìa, hơi cay đấy. Buồn quá, mít một quả anh em ạ. Ôi, đang mải nhìn bên trái. Mẹ. Xả vãi. Mày nhìn cái bên trái á. Đúng là cái lỗi này. Cái lỗi gì cứ nhìn bên trái của mình là từ cái mấy lần trước mà vẫn bị ạ. Tại sao mày lại giỏi như vậy chứ? Mà tức ghê á. Tôi sẽ làm mọi điều về con gái của ông. Vâng, câu này đáng ra nên để cho một người bố nói, chứ không phải là để cho thằng nhóc con như thằng boyfriend này nói các bạn ạ. Tôi thực sự muốn cô gấy. À, tôi xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng với cô ấy. BF. Mày không xứng đáng, con bé đáng ra phải ở cạnh người khác. Người tốt hơn cả mày. Để cho họ có tốt hơn tôi, tôi không quan tâm. Khuyết điểm không khiến ta trở thành kẻ khiếm khuyết. Một câu nghe rất là đau não. Con gái của ông biết rõ bản thân mình đang làm gì. Cô ấy cho tôi là có lý do riêng, ok. Vậy nên ông đừng xem vào chuyện của cô ấy, lo cho thân mình đi lão già. Wow, thật sự các bạn ạ. Nói thật chứ trong game thì có phải ngầu, nhưng mà ngoài đời đừng có bao giờ các bạn đi nói chuyện với người lớn, hay là đặc biệt là phụ huynh của Cruz các bạn, hay là của bạn gái các bạn, hay bạn trai bạn, theo kiểu như cái thằng boyfriend này nha. Mất dạy vô cùng luôn. Ồ, không biết tutorial này nó có chuyện gì không nhỉ? Tao xem. Thôi, mình lười thế lắm. Cứ qua lười coi như là hai đứa yêu nhau rồi đi. Khỏi về xem. Đây, quan trọng này, bài số 3 của week 2 này. Mình chưa biết cái bài này như thế nào. Ngôi nhà bị ám. Ok, tức là boyfriend và girlfriend đang đi chơi với nhau. Mà đến gặp một cái ngôi nhà ma ám à? Anh sợ gì chứ? Anh đã bị thương được đâu. Anh đã bị thương rồi đấy, anh sợ đến mức hai con bị. Ok. Hay là tám anh con đây xử lý chúng. Hai bé búp bê có biết nhà tắm ở đâu không? Wow, trong ngôi nhà ma ám có hai bé búp bê là biết rồi đấy. Trên lầu cái cửa thép bên phải. Cái quéo gì đây? Viên kẹo quý giá của chúng tôi đấy, quý cô gái. Đây rồi đây, chúng tôi phải nói chuyện với cô như một món quà nhé. Anh cậu không có cửa đâu, ok. Mà thằng boyfriend này cứ đi đâu nó cũng hét là cũng khẳng định chủ quyền với girlfriend đấy các bạn.
Ok, đấy luôn đi my friend. Ok, ghép thằng boyfriend nó đặt cược bạn gái girlfriend trong một trận đấu âm nhạc. Một game thực sự, thằng này đúng trẻ trâu luôn. Sợ thế, quả đấy tưởng mít rồi các bạn ạ. Ôi ôi, mít một phát kìa. Cay. Cay nha, cay nha. Cũng không khó lắm. Rồi, ngon lại cành đào, hoàn toàn áp đảo bọn họ. Hơi khó khăn nhưng anh vẫn làm được. Mấy lần mém chết nhưng anh vẫn quẩy được. Ok, mình hơi khó chịu với cái tiếng cái chữ hiện ra của cái trò này các bạn ạ. Em chưa sợ ạ. Em vẫn chịu được điều đó. Anh sẽ vẫn đang sợ thêm. Anh thứ khác cho con. Anh hiểu rồi. Tại thơm thế my fan. Vâng, tiếp tục một lỗi chính tả nữa. Tháng ma quái nhưng mà lại viết chữ H, chữ T với chữ H lại đảo cho nhau thành hờ táng ma quái. Đấy, bây giờ đây mình đúng này. Trời ơi. Cậu không biết gì về hờ táng ma quái à? Vâng, thêm một lỗi chính tả nữa. Đó là lúc các cậu tận hưởng, các cậu biết đấy. Em được kỳ quái. À, ma quái, học ma quái. Và nhảy điệu múa ma quái. 3, 2, 1, go. Rồi, wow. Ôi, giờ mình mới thấy là có cái động tác này à. Không biết ở cái phần trước có cái này không ta? Đủ. Ôi. Ôi, cái này nó hơi bất ngờ đấy. Chơi 4 phát rồi. Có mấy pha mình cái mũi tên của mình đi hơi qua rồi. Có vẻ là đến bây giờ thì mình thấy vẫn quá đơn giản các bạn ơi. Chung chủ yếu là muốn xét câu chuyện thôi. Chứ cái này đối mình thì quá đơn giản. Sự trò này mình thấy quá dễ luôn ý. Ok ok, đây 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 đây. Đây là cái thằng khứa mà bữa trước nó hù mình này. Người hỏi nhiều quá rồi đấy, anh bảo sao sát. Cứ gửi máy công nghệ bạn mới nhé. Người là ai? Người làm gì bọn họ đâu? Chỉ cần dừng người một chút thôi, có gì sai à? Là một tí hát với người đến chết nghe trong mặt tổng vãi. Được điều gì nữa ta thua. Chẳng biết nữa nhưng sẽ vập vui vui lắm đấy hát nhé. Mẹ khứa này. Tưởng mãi. Yeah.
Vâng, nếu mà không phải là vì cốt truyện á thì mình đã không chơi cái này rồi các bạn ạ. Cái gì đây, nghe cái gì đây? Thì eat your girlfriend đây, ăn bạn gái của mày đây. Ok và... Ủa vẫn còn à? Rồi, ủa vẫn còn. Ôi, mi nó phát kìa. Cày thật đấy. Ok, anh ngồi chứ. Như đây. Cậu không, my fan, cậu bất xỉ có lẽ vì nhảy điệu múa ma quái quá nhiều đấy. Không, tôi sao cơ? Các cậu không thấy thứ đó sao? Anh đang nói đến thứ gì vậy? Chắc là anh phát điên mất. Mà chuyện ở đây xong rồi, ta đi thôi. Dù vui thật đấy, nhưng anh sắp chịu không nổi nữa rồi. À mà tên hai cậu là gì vậy? Tôi là Skid. Chữ S là Skid. Mình đang thắc mắc là tên của hai đứa là gì đây? Skid, và đây là Pump. Những đứa trẻ ma quái, Spooky Kids. Ok. Đấy, thương quá. Giờ một ngày nào đó chúng ta sẽ có những đứa trẻ đầy tham vọng như họ. Đầy tham vọng quá. Cầm đưa như thế này thì anh sẽ có tâm trí mà sinh với trả sản đâu. Nhưng như thế cũng tuyệt. Chúng ta làm điều đó vì văn hóa và vì... Ok. Ok. Cái này là mình nghĩ là hai phiên bản HD này cho người lớn này chứ không phải cho trẻ em những cái này các bạn ạ. Vâng, và như vậy là mình đã có một cái bài cuối, cái bài thứ 3 của week 2. Và còn lại 2 week nữa. Ôi, chắc là quất luôn đi ha. Video này chắc là sẽ hơi dài một tí nhưng mình cũng muốn chơi luôn để cho là xong cái việt hóa này đi. Đối với thằng này là một thằng cũng giống mình mà có cả khẩu súng. Wow, wow, lần này có phim à. Có cả đoạn cắt cảnh luôn này. Xịn nữa. Sao nữa? À, ok, phải bấm nút các bạn ạ. Cảnh ở đây đẹp quá, đẹp như em vậy. Vãi cả thả thính à. Anh sẽ có đi nha, em thích điều đó. Ok. Yeah. Bên kia tôi thấy cậu đây mà, đồ đốn mặt. Wow. Pico. Ok, Pico này không phải là trong Boku no Pico đâu đúng không? Ba người live vậy, gì đang xảy ra thế? Sao bé lại biết được cậu? Tôi làm gì đây? Chẳng gì cả, lao ta nhả tiền ra, còn cậu thì biết tôi. Đi cùng lũ lắp chắc thì có gì hay ho chứ. Có thêm một từ nữa thôi là nhà cậu sáng nhất xóm đấy. Cậu biết tôi là ai? Dù cho nhiệm vụ khó khăn đến mức nào tôi luôn mang theo những chàng trai bên mình. Trai lẫn gái. Rồi, được rồi đấy. Dù sao thì giống như lũ khốn nạn hay ngồi trên nóc nhà nói. Loại công việc thế này vô cùng khan hiếm nên để tôi chơi với thức ăn của mình một chút nào. Vâng, đây không phải là một trẻ con, cách của trẻ con nói các bạn ạ. Này cô bé mập xin tí nhạc nào, nếu chúng ta thua các người sống. Còn lại thì đừng cầu xin lòng thương tiếc. Mẹ nó cầm khẩu súng. Ôi, wow, ok, giờ mình biết là hai đứa sau là hai đứa nào các bạn ạ, là đồng đội của cái thằng nhãi kìa. Phải cả cầm súng luôn chứ. Bọn sau thì cầm đuốc, cả cầm dao. Ấy chửa.
vẫn bị trượt một phát các bạn ơi. Hơi cay. Uầy, chơi đi, trượt 4 phát rồi kìa. Ôi, trượt 5 phát rồi đấy. Ê, cày thế nhở, trượt 5 cái chứ, cày thật sự. Ngầu đấy tôi không ghét cậu. Này trời đã, ban nãy cậu có nhắc đến lão ta là ai vậy? Sao đây phải lão ta của cô đấy, ok. Bố, người bố là thuê bọn này để đi trừ khử bạn trai. Không hiểu sao luôn. Đừng có đi quay nhau à, thôi nào. Để tôi nói cho cậu nghe nhé, đồ ngu. Cậu là mục tiêu của tôi, chính bố của người yêu cậu đã thuê tôi để đi ăn tối hay. Tôi nói sao nó chết tiệt. Ông đã thuê tôi để giết cậu. Vâng, một tựa game nó rất là, mình thấy là nó đạp hơn so với cái gì mà nó nên thế các bạn ạ. Tất cả những gì là tôi rap như một con thú quyến rũ. Đáng quan ngại, nhưng tiền là tiền và giết là giết. Để rồi bài kế. Cứ sợ ý. Thật sự thì vẫn quá dễ các bạn ơi. Đoạn vừa rồi có thể làm khó được một số người vì biết thế, nhưng mà đối với mình thì đoạn này mới khó này. Mãi chém gió trượt luôn 3 cái kìa. Rồi thêm một cái nữa. Được đấy, những điệu nóng bỏng thật đấy, chúng ta thua rồi. Giờ thì cả hai cậu sẽ mất mạng. Cái gì đấy? Ok yeah, phần này đúng rồi đấy. Chết tiệt, cậu nói rằng sẽ tha cho chúng tôi nếu những bài hát của chúng tôi đủ sức để quẩy mà, đủ sảng trá. Không quan tâm, đủ ý rồi, thế đấy. Thế phức, sao lũ. Sao lũ ra chẳng lúc nào cũng thế nhỉ, wow. Lúc chia tay người ta chẳng thể thay đổi. Từ lúc nào cơ? Cái gì? Cậu không thể cứ bình thường mà tránh vấn đề này. Sao cơ? Gây! Vãi! Tôi phải rời khỏi đây thôi. Trời đã nê nê. Và điểm 10 cho sự hoàn hảo. Cậu đúng ốc, nê nê cực kỳ kỳ thị đồng tính mà. Rõ ràng cậu biết điều đó. Tại sao cậu lại làm điều này? XML, đây là giai đoạn cùng rồi đấy. Ô, thế có nghĩa là thằng Pico này và boyfriend là gay à? Wow. Ok, mình thấy là trò này nó càng ngày nó càng tiến đến những giới hạn mà nó không nên tiến rồi đấy. Vâng, và thậm chí là cái lời thoại còn vượt qua cả cái khung của lời thoại đấy các bạn ạ. Mày không tin được luôn á. Mày trưởng thật sự ạ. Ok, cái này quá mới rồi. Ủa, cái gì ơi? Ủa, mình còn chưa hiểu cái gì xảy ra luôn á. Vâng, cho mình một cái miếng thành cục xương. Nhìn đấy có một cái nút mà nó hình không phải hình mũi tên, mà là cái hình kiểu cảnh báo nó đi lên. Có lẽ là mình bấm cái nút đấy là nó bị sai à? À, mình không bấm là mình sẽ chết. Ok. Vâng, lòi ra cả hai cái cục tròn tròn của mình ở dưới kìa các bạn. Rồi, hiểu rồi. Rồi, tức là bây giờ là có một cái nút cảnh báo, và nếu mà mình không bấm vào nó thì mình sẽ thua luôn. Cái phần trước, cái phần mà bản bình thường á, nó không có cái nút cảnh báo này. Được, không sao, chơi tất. Vào đây nào.
Ôi. Uầy, bây giờ với một cái nút mới như vậy là mình phải tập trung cực kỳ. Wow, vâng. Vâng, đây là mình đã hơi khinh thường trò này rồi, đến cái tập này là thấy là hơi khó rồi đấy. Có cái nút đấy là khá là khó bấm nha. Ui. Yes! Woo! Đủ rồi, tôi chán việc chơi công bằng rồi, tôi phải giết cậu thôi. Tiền con ok thì chứ, tôi phải chỉ muốn cậu bị mất thôi. Lách cách. Mọi chuyện phải chấm dứt ngay tại đây. Chẳng được, đánh một trận nào. Đứng nhanh thế chứ. Gì đây? Giờ đây có thuộc về gia đình Dearis rồi đấy, hả? Là sao? Wow! Mình đã thấy mà không phải là girlfriend vừa đạp thanh niên Pico này xuống dưới đường tàu đang chạy đúng không? Ủa, hóa ra em không phải là con nuôi của là sao? Vâng, có lẽ là chỉ có một cái lý do như vậy thôi các bạn ạ, chứ không có một cái gì có thể giải thích được cái hành động vừa rồi đâu. Ok, mọi người bảo đây là mẹ của bé của girlfriend. Em biết không, GF trước giờ chưa có ai thực hiện hạnh phúc như cách em xuất hiện trong cuộc đời anh vậy. Wow, thật tuyệt vời khi lúc nào cũng có một người kè kè bên cạnh anh. Không phải là kè kè bên anh, chỉ là em ở đây để xem anh thể hiện. Đó vậy, đó là thật mà. Được rồi, nói về mối quan hệ, mấy tuần trước em đã làm gì Pico vậy? Ôi cậu ta. Anh biết thế giới của bóng tối trong Yu-Gi-Oh không? Vâng, hóa ra không phải là đạp cái Pico xuống dưới đường dây tàu hỏa đang chạy, mà là girlfriend đã đẩy Pico vào thế giới bóng tối. Ok, cậu ta thuộc về chúng em, đặc biệt là em. Má nghe hơi ghê nha. Tại sao lại có một người đàn ông khác bên cạnh vậy hả? Anh ngáo à? Cái là gì mà nhanh thế? Cậu ta có thể nghe em mỗi lúc đấy, nhưng cậu ta chẳng thể nào tương tác với em trừ khi em nói thế. Có thứ sai ở đây. Những điều em vừa nói khiến anh mất niềm tin vào cảm xúc của em dành cho anh rồi đấy. Ngay khi chúng ta chưa hẹn hò chưa đến 3 tháng, ý em nói là anh không có ý nghĩa thì sao? Vâng, đấy đúng là kiểu một cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ trâu với nhau luôn đó các bạn. Và bắt đầu cãi nhau này. Mình đừng với thời gian mà tin con bé nữa. Mọi chuyện để mình giải quyết. Mẹ. Ok, đừng có nói là im lặng ngay. Gearis Bojangles Bubble Alvin Michael hả, là gì? À, là 4 đứa trong cái nhóm nhảy của cái bà này. Đầm. Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi hẹn hò này, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Ok. Nomeo nói rằng rồi, chứ vô cùng rồi mặt fan của mình. Thật sự các bạn ạ, mình cảm thấy là cốt truyện của cái trò chơi này nó rất là xàm xí và nó không có một cái gì hấp dẫn cho mình luôn ấy. Vâng, thật sự các bạn ạ, mình cảm thấy là càng ngày mình đọc cái cốt truyện này mình càng thấy mất đi tế bào não. Cốt truyện rất là xàm luôn ấy. Thà mình chơi bản đầu còn hơn.
Ui, tự nhiên mình mất tập trung một cách đáng sợ luôn đấy các bạn. Wow, 1-2 chứ. Ôi. Kiểu khi các bạn mà đã bị trượt quá nhiều ấy, các bạn sẽ bắt đầu kiểu mất cái sự hứng thú với cái trò chơi ấy, và càng ngày các bạn sẽ càng trượt thêm nữa luôn. Tức là vì thưa quý vị và các bạn. Wow! Tin nóng, thằng nhóc ngu ngốc trên chiếc xe ngu ngốc cùng những cô gái ngu ngốc. Mạng tin tức KOL xin được cập nhật thông tin về cuộc sự đuổi tốc độ ra bất thường đang diễn ra dọc theo đường 76. Đã trưởng ạ. 200 số những người đứng trên nóc chiếc limo đen mở có liên quan đã được xác định là cựu ngôi sao nhạc pop Mami Miret. Tên gì mà nghe ngu vãi trưởng. E hèm và con gái của bà ấy cùng vài người khác được cho là tùy tùng của họ. Dù thế nào đi chăng nữa, ở đoạn đường đó có rất nhiều đèn đường thấp, vì vậy hãy cẩn thận. Ok, chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin về vụ việc này. Tôi có nên nói điều đó không hả? Không à, tôi không quan tâm. Anh bạn à, chuyện này quá sức rồi. Thì tôi hiểu đám cơ bụng đó từ đâu đến rồi. Người khác vào TV. Wow, thật phiền phức. Thì cô GF ấy, bình tĩnh lại đi nào. Phụ huynh rồi biết. Phụ huynh của biết được. Thêm một lỗi chính tả nữa. Chúng ta qua bài kế được không? Vãi ạ, à, vâng. Bạn girlfriend mất boyfriend về tay mẹ, ok. Ok, hay quá, cú đã qua là có chuyện rồi. Sự hả? Lần sau hãy gì? Thử nhấn space nhé. Wow, wow. Cái này mới nha, cái này mới. Ok, như vậy là đúng có nói thật là có cái đèn là mình phải bấm space để mình né cái đèn này ra. À. Quê. Vâng. Cái này là mình khá mất tập trung rồi. Nhưng mà nó chỉ có là lúc mà đến lượt bà kia mới có đèn đường thôi. No. Wow, đoạn cuối mình bị fail gọi là kinh khủng khiếp luôn ấy. Vãi chưởng ạ, 36 cái luôn. Chẳng ai để thằng nhóc chết tiệt này. Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy. Gì đây? Tin ẩn danh vừa được gửi đến tòa soạn vài phút trước đã xác minh được danh tính của cậu thanh niên lùn tóc xanh đi cùng gia đình đi rớt và cùng ở trên chiếc limo chạy quá tốc độ là boyfriend XML. Cái chữ nó bị tít xuống dưới luôn. Rapper mới nổi đang gây chú ý sau khi đánh bại chồng của Miret.
cựu ngôi sao nhạc rock Daddy Dirt sau một loạt các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Thế rồi, được 30 đứt, thế được rồi. Có chuyện gì vậy hả? Cậu mất tập trung khi thấy ta di chuyển dưới giá như thế à? Cá là trong đầu cậu đang cố quá nhiều suy nghĩ đang dần vật cậu. Cậu đang muốn ta làm... Cái gì đây? Vãi cả lì linh hồn. Cứ giờ có em biết em muốn thấy anh được an toàn. Bà có quan tâm đến những điều mà bà nói. Quan tâm, yeah. Đã được, tại sao bà lại nói? Tôi chỉ yêu con gái của bà, ok. Tôi không nói dối, bà thực sự rất hấp dẫn. Bà rất xinh đẹp, giọng bà rất hay, mùi hương của bà cũng thơm nữa. Nhưng nếu tôi không tức giận với GF, tôi cũng sẽ không bị bà quyến rũ đâu, ok. Em không cần cái cạnh. Pico thật sự chỉ cảm thấy không an toàn khi cậu ta luôn có thể ở cạnh em. Đó chính là anh. Rất xin lỗi các bạn nhưng mà mình không thể xem được tiếp cái câu chuyện này nữa, nó quá sàn, nó quá sàn luôn. Mình tưởng rằng là cái game này có một cái câu chuyện rất là đỉnh cao nhưng không các bạn ạ. Rất là sàm luôn ấy. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Tôi đã không để ý rồi. Là có một cái nốt, à có một cái nốt mà nó sẽ làm khiến cho mình chết ngay lập tức, giống như cái nốt cảnh báo. Ok, hiểu. Rồi. Wow. Wow. Mình hơi nhiều nhá. Cười về cuối đúng không? Ok, cuối cùng cũng vâng, cùng được. Bài này có việc khó thật sự. Công nhận khó đấy. Vâng, và mình đã xong được hết 4 tuần và bản tiếng Việt và Việt hóa chỉ đến đây thôi. Nhưng mà thật sự các bạn là mình nói thật là cốt truyện của trò này mình khẳng định là một câu là nó quá xàm xí, ít nhất là đối với mình. Sau đọc hết cốt truyện 4 tuần nó xàm, lời thoại cũng xàm và nó không có một cái gì là mình cảm thấy nó hay ho cả. Thật sự đối với bản thân mình thôi, không biết các bạn thấy như nào. Còn được mỗi là cái bản HD Việt hóa này nó có bổ sung thêm cả hai cái thể loại nốt mà không bấm là nó sẽ mất đi cả một nửa bình máu luôn. Xong rồi lại còn thêm cả cái vụ mấy cái đèn đường nữa, khá là khó và đã khiến cho mình cực kỳ vất vả. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn đã vượt qua rồi các bạn ơi. Và vâng, và video này mình nghĩ rằng nó sẽ rất là dài luôn. Thì nói chung là mình cũng muốn là nó tóm hợp hết tất cả cái Friday Night Funky phiên bản Việt hóa này trong một video thôi, không phải làm dài hai video làm gì cả. Ok, nếu các bạn thấy mình muốn mình tiếp tục chơi cái trò chơi Friday Night Funky này và với những cái mod mà mình thấy có nhiều bạn đã bình luận tên những cái mod ở các cái video trước của mình, thì hãy cho video này một like. Nếu video này được trên 2 like
mình sẽ tiếp tục chơi trò này nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình là Sơ Đồ và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo. Bye bye.